Welcome to leuyenhai.com. Our lesson today is Unit 5, A Closer Look 2. Chào mừng các em đã đến với trang leuyenhai.com. Và bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đó là phần Unit 5, A Closer Look 2. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau học về phần ngữ pháp, grammar, the present perfect, thì hiện tại hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về kiến thức của thì hiện tại hoàn thành ở trong khung remember, khung ghi nhớ. We use the present perfect to express an action which happened at an unstated time in the past and is completed in the present. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn để diễn tả một hành động, cái mà đã xảy ra tại một thời điểm không được chỉ ra cụ thể trong quá khứ và đã được hoàn thành ở trong hiện tại. For example, ví dụ, he has listened to this piece of music. Anh ấy đã nghe cái bài hát này. She has read an article about Kulan Village. Cô ấy đã đọc một cái bài báo về ngôi làng Kulan. We also use the present perfect to express our experiences. Chúng ta cũng sử dụng thì hiện tại hoàn thành để thể hiện những cái trải nghiệm của chúng ta. For example, I have tried skydiving. Nghĩa là tôi đã thử nhảy dù. Have you ever taken an eco tour? Bạn đã bao giờ thử tham gia một cái chuyến du lịch sinh thái chưa? No, I haven't. Chưa, tôi chưa bao giờ. Rồi, vậy thì sau khi mà mình nhìn vào cái khung ghi nhớ này, thì công thức thì hiện tại hoàn thành của mình á, nó sẽ là chủ ngữ này. Cộng với have hoặc là has và cộng đến động từ ở dạng cột 3. Đối với chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ dùng là have, chủ ngữ số ít thì mình sẽ dùng là has. Đây là dạng câu khẳng định. Nếu mình muốn thêm not thì mình sẽ thêm not ngay sau động từ have hoặc là has. Và nếu là câu hỏi thì mình sẽ đem have, has lên đầu câu trước chủ ngữ và động từ phía sau vẫn là verb 3 ed. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến activity number 1. Write the correct forms of the verbs in the table. Hãy viết dạng đúng của các động từ ở trong bảng. Rồi. Đầu tiên thì mình có cái cột của mình, hàng thứ nhất á, là verbs, là các động từ, là những động từ ở dạng nguyên mẫu. Tiếp theo thì mình có past simple, cột số 2 là quá khứ đơn. Rồi, cột số 3 của mình á, là past participle. Past participle nghĩa là quá khứ phân từ. Rồi, hoặc đơn giản á, cái cột đầu tiên của mình là động từ nguyên mẫu. Cột số 2 của mình là verb 2 ed và cột số 3 của mình là verb 3 hoặc là verb ed. Người ta đã làm mẫu sẵn. Work là động từ nguyên mẫu, làm việc. Quá khứ của động từ work này là mình sẽ thêm ed. Bây giờ tương tự thì mình sẽ làm cho các cái động từ còn lại ha. Rồi, đầu tiên thì mình có là từ join. Join là tham gia. Thì join là một động từ có quy tắc, nên lúc mà mình đẩy nó về quá khứ hoặc là cột 3 thì mình sẽ chỉ việc thêm ed thôi. Joined. Và tương tự cột 3 cũng vậy ha. Tham gia. Tiếp theo mình có từ play là chơi. Thì đây cũng là một động từ có quy tắc, nên mình chỉ việc thêm ed thôi. Played. Và played. Động từ to be là một động từ bất quy tắc, nên là mình sẽ sử dụng bảng 3 cột để mình tra. Thì quá khứ đơn của be á, là có hai dạng là was và were. Còn cột 3 của be là been. Rồi, đi đến từ tiếp theo, go là đi. Thì quá khứ đơn của go là went. Và cột 3 của go á, nó sẽ là gone. Go, went, gone. Cuối cùng mình có từ do là làm. Quá khứ đơn của do đó là did. Và cột 3 của do là done. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần activity 1. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang đến activity number 2. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the present perfect. Hãy hoàn thành các câu với dạng đúng của các động từ ở thì hiện tại hoàn thành. Thì như chúng ta đã nói lúc nãy thì cấu trúc thì hiện tại hoàn thành của mình là chủ ngữ này cộng với động từ have, has và theo sau sẽ là một verb 3 ed. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng công thức ha. Number 1, we join that project. Chủ ngữ của mình là we, là chủ ngữ số nhiều. Vậy mình sẽ sử dụng là have. Và cột 3 là join, mình mới làm bên trên đó, là mình sẽ thêm ed. Vậy thì câu này mình sẽ dịch là we have joined that project.
chúng tôi đã tham gia vào cái dự án đó. Number 2, I play a computer game at his house once. Chủ ngữ của mình là I, là một chủ ngữ số nhiều trong tiếng Anh, nên mình sử dụng là have. Và play mình sẽ thêm ed. I have played a computer game at his house once. Tôi đã chơi trò chơi điện tử ở nhà của anh ấy một lần. Number 3. She never worked in such an unpleasant workplace. Cô ấy không bao giờ làm việc ở trong một cái nơi làm việc mà khó chịu như vậy. Rồi, mình có chủ ngữ she là chủ ngữ số ít. Vậy thì mình sẽ chia động từ đó là has. Và work của mình ở diện cột 3 là mình sẽ thêm ed ha. She has never worked in such an unpleasant workplace. Number 4. He never be a class monitor. Chủ ngữ của mình là he, là chủ ngữ số ít, nên mình sẽ dùng has. Cột 3 của be gọi là been. He has never been a class monitor. Anh ấy chưa bao giờ là lớp trưởng cả. Number 5. They go bird watching several times. Chủ ngữ là đây, là chủ ngữ số nhiều. Vậy thì lúc này mình sẽ chia là have. Và động từ cột 3 của go là gone. They have gone bird watching several times. Họ đã đi ngắm chim rất là nhiều lần. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 2. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển sang đến activity number 3. Choose the correct answer A, B, C or D to complete each sentence. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu. Number 1. We in our school sports competition once. Chúng tôi vào cái cuộc thi thể thao ở trường một lần. Ở đây mình nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D thì động từ chính để cho là participate, nghĩa là tham dự. Thì ở đây câu này đang diễn tả đến một trải nghiệm. Vậy thì như lúc nãy mình có tìm hiểu ở trong khung remember này, thì để diễn tả một trải nghiệm thì mình có thể dùng thì hiện tại hoàn thành. Và lúc này á, chủ ngữ của mình đang là we, là một chủ ngữ số nhiều, thì công thức của mình sẽ là have đi với verb 3, nên mình sẽ chọn câu B ha. We have participated in our school sports competition once. Number 2. Name any photos of his village for 2 years. Name như thế nào đấy, bất kỳ bức ảnh nào về ngôi làng của anh ấy khoảng 2 năm. Và ở đây thì mình thấy có một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, đó là chữ for cộng với khoảng thời gian là 2 năm. Đây là một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, nên mình có name là chủ ngữ số ít. Vậy thì mình sẽ có là đi với has và động từ cột 3. Đây là dạng phủ định nữa, nên là sẽ là has not verb 3 taken. Nam has not taken any photos of his village for 2 years. Nam đã không chụp bất kỳ bức ảnh nào về ngôi làng của anh ấy khoảng 2 năm. Number 3. They detective stories several times. Họ như thế nào đấy nè, những câu chuyện trinh thám rất nhiều lần. Mình có dấu hiệu là several times. Nghĩa là nhiều lần. Đây là một dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Nên lúc này á, mình sẽ chọn chủ ngữ là đây là chủ ngữ số nhiều, nên mình sẽ chọn được là câu D ha. They have read detective stories several times. Họ đã đọc những câu chuyện trinh thám rất là nhiều lần. Number 4. I never that film before. Rồi, mình có dấu hiệu chia thì, đó là before, trước đây. Vậy thì đó là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Rồi, ai của mình á là chủ ngữ số nhiều. Vậy thì động từ của mình phải là have và đi với verb 3, watch. I have never watched that film before. Tôi chưa có bao giờ xem cái bộ phim đó trước đây. Number 5. She, her cousin since she left school. Rồi, ở đây mình có cái động từ, dấu hiệu để chia động từ, đó là since, là kể từ khi. Đây là một dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Rồi, vậy thì she của mình là chủ ngữ số ít. Động từ của mình sẽ là has đi với verb 3. Và đây đang là dạng phủ định, nên mình sẽ chọn câu C. Hasn't met. She hasn't met her cousin since she left school. Cô ấy đã không gặp lại chị họ của cô ấy kể từ khi cô ấy rời khỏi trường.
Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến activity number 4. Write sentences about my experiences using the information in the table. Hãy viết các câu liên quan đến những trải nghiệm của Mai, sử dụng thông tin ở trong bảng. Đây, cột bên trái sẽ là những trải nghiệm và cột bên phải là những câu hỏi và câu trả lời yes, no. Ví dụ nha, số 0 của mình á, là visit a village of an ethnic group, nghĩa là đến thăm một ngôi làng của một nhóm dân tộc. Thì đánh dấu x của mình là chưa bao giờ. Vậy thì lúc này mình sẽ xài thì hiện tại hoàn thành. Rồi, mình nhìn cái câu ví dụ này. Mai hasn't visited a village of an ethnic group. Nghĩa là Mai chưa từng ghé thăm một ngôi làng của nhóm dân tộc. Đó. Thì nếu như mà đánh dấu x thì là chưa, thì mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành ở dạng phủ định. Còn nếu đánh dấu tick thì dùng thì hiện tại hoàn thành ở dạng khẳng định. Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn vào câu đầu tiên. Number 1, climb a mountain. Nghĩa là từng leo lên một cái đỉnh núi. Và đây là hoạt động mà Mai cũng chưa từng trải nghiệm. Vậy thì mình sẽ viết ở phủ định ha. Thì là Mai hasn't. Cột 3 của climb là thêm ed. A mountain. Đó. Mai hasn't climbed a mountain. Mai vẫn chưa leo lên một ngọn núi. Tiếp theo number 2, see an elephant. Thấy được một con voi. Thì hoạt động này thì Mai đã trải nghiệm rồi này, nên mình sẽ dùng thì hiện tại hoàn thành ở diện khẳng định. Mai has. Cột 3 của see là seen an elephant. Mai has seen an elephant. Mai đã nhìn thấy một con voi. Number 3, join a tribal dance. Tham gia một cái điệu nhảy của bộ lạc. Thì hoạt động này Mai cũng chưa trải nghiệm. Vậy thì mình sẽ viết là Mai hasn't. Join là một động từ có quy tắc nên mình sẽ thêm ed ha. Mai hasn't joined a tribal dance. Mai chưa tham gia vào một điệu nhảy của bộ lạc. Number 4, take a photo of a forest. Chụp một bức ảnh về một ngôi rừng, một khu rừng. Hoạt động này cũng là dấu x nên mình sẽ viết ở diện phủ định luôn. Là Mai hasn't. Rồi động từ của mình là take thì cột 3 của nó sẽ là taken. Mai hasn't taken a photo of a forest. Cuối cùng, go on an eco tour, tham gia một cái chuyến du lịch sinh thái thì hoạt động này là có. Vậy thì mình sẽ viết ở diện khẳng định, Mai has. Cột 3 của mình là go, đang có cột 3 là gone. Mai has gone on an eco tour. Mai has gone on an eco tour nghĩa là Mai đã từng đi một cái chuyến du lịch sinh thái. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong activity number 4. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau di chuyển đến activity number 5. Work in pairs. Ask and answer questions about your experiences using the present perfect. Hãy làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về những trải nghiệm của bạn và sử dụng thì hiện tại hoàn thành. For example, A hỏi và B trả lời này. Have you visited a village of an ethnic group? Bạn đã từng đến thăm một ngôi làng của một nhóm dân tộc chưa? Và B mới nói là yes, I have, là có, tôi có rồi. Hoặc là no, I haven't, là chưa, tôi chưa. Rồi, thì ở đây cô sẽ cung cấp cho các em một đoạn hội thoại mẫu để các em có thể tiến hành làm. Have you climbed a mountain? Yes, I have. Have you seen an elephant? Yes, I have. Have you joined a tribal dance? No, I haven't. Have you taken a photo of a forest? No, I haven't. Thì ở đây mình sẽ dịch ha. Bạn đã bao giờ leo lên một ngọn núi chưa? Có, tôi đã từng rồi. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con voi chưa? Có, tôi đã từng nhìn thấy. Bạn đã bao giờ tham gia vào một điệu nhảy của bộ lạc chưa? Chưa, tôi chưa từng. Bạn đã bao giờ chụp một bức ảnh về một khu rừng chưa?
Chưa, tôi chưa từng. Đó, thì đối với dạng bài này á, thì các em có thể áp dụng cái công thức đó là have you đi với verb 3 để mình hỏi một việc mà ai đó đã từng hay chưa. Và nếu câu trả lời là có thì sẽ là yes, I have. Còn câu trả lời là không thì là no, I haven't. Vậy là ở trong cái phần này thì chúng ta đã học toàn bộ kiến thức về phần thì hiện tại hoàn thành với công thức là chủ ngữ cộng have has cộng verb 3 ed. Vậy là cô và các em đã hoàn thành xong các yêu cầu của phần Unit 5 A Closer Look 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.